Yo, họ đây đang họ chơi nhất xạ tứ nô rồi. Nhất xạ tứ nô dành cho bên phía của Kai'Sa rồi. Nhưng quan trọng là Kai'Sa này sẽ đi đường nào? Kai'Sa sẽ đi đường nào đây? Hơi từ một đang ở hàng sau. Anh ta đang trực chờ đi vào sân khấu từ đoạn đường dựng lên. Bắn vào hàng trên đến từ phía đối phương, đó là SMY. SMY đấm công lý để thoát ra, con rồng được ăn thành công đến từ Thunder Talk. Sau đó một tiếng phản công dành cho J-Team. Xạ thủ của J-Team vẫn đang bắn thoải mái, đó là Pan. Pan đang chọn từng mục tiêu yếu máu lột. Phía bên kia là một người chơi đang thắp bảo. Jack đang nhảy được về rồi. Và người đầu tiên phải nằm đó vì chỉ có Soi. Sau đó là đang rất nhiều thành viên đang yếu máu đầy. Jerry bắn thoải mái bị móc mỏ đeo vào và bị giữ chân. Điểm hạ gục dành cho vị trí của Pan, double kill dành cho bên phía của Pan rồi. Và đang tìm vào vị trí trong phần bụi nhưng người ta bị trả sát thương là quá đau. X-Bai là người có được điểm hạ gục vừa rồi, móc một đeo vẫn là chính xác. Triple kill dành cho bên phía của Pan. Và có thể là quad kill dành cho ta, anh ta có đốt điểm cái viên đạn thứ tư. Không, anh ta quyết định nhường lại mạng hạ gục của mình dành cho người chơi đi rừng. Chơi thoải mái cho ta xanh. Còn với gì thì anh ta đã phải bỏ chạy một cách rất nhanh chóng, thậm chí là vị trí của Soi cũng đã bị hạ gục cực kỳ sớm. Đây tiếp tục là một tình huống setup đánh lên khu vực đứng trên sân khấu. Thủy thần đã được bắn thành công đủ 4 viên đạn. Sau đó là tình huống quay ngược trở lại với chiều cuối đến từ SMY, nhưng ta bị trả sát thương chính bản đã là quá đau đến từ xạ thủ bên phía đối phương. Tóc biến đuổi theo, một tiếng mọc sau, tóc biến lên làm choáng. Một tình huống đòn phản công hợp lý với những con Soi. Phía bên kia là SMY đã bị hạ gục, bây giờ bên đến từ xanh đến từ bên phía của Xin. Anh ta bắt đầu có những tiếng xoay. Khu vực đường dưới thì đo 128 đã hạ gục được Xin. Và anh ta sẽ đẩy một cánh dưới cực kỳ là thoải mái. Trong khi đó lực lượng còn lại Thần Tốc mình đang phải tập trung ở khu vực đường giữa để phòng thủ đối phương. DY là người đang chống chịu sát thương. SMY bên phía bên kia cũng là như thế, anh ta tốc biến lên và sau đó khiêu khích lại chỉ được một người mà thôi. 0711 vẫn đang có những cú cao của mình. Và sau đó thì 0711 lên bàn điểm số, không sao cả, hai xạ thủ vẫn còn. Đo 128 bị bắn chết bởi gì, nhưng gì cũng đang vào lên bàn điểm số. Chỉ còn Soi ở pha phòng thủ này mà thôi. Anh ta không dính nét vẻ chết chóc, nhưng có lẽ sẽ là buông xuôi thôi. Bên phía của J-Team sẽ càng vào, mặc dù có một lớp giáp được tạo ra bởi nhà chính nhưng vẫn còn rất nhiều lính từ phía sau. Pan bị hạ gục, chỉ còn JC bắn trụ cùng với DY. Hai người này liệu rằng có đủ hay không? Sẽ đủ thôi. Thưa đủ. Hay nói cách khác là bây giờ chỉ cần một lượt càng vào đến từ trí của các thành viên J-Team thôi, và họ làm tốt bảo kê để cho Jesse có thể bắn được với lại con Jerry của anh ta. Chỉ là Soi không đổi lại được mạng của DY nữa cơ. X-Bai lúc đó thì đang bận ăn cua, cũng không có một tình huống đến tiếp ứng cho Soi. Đó là Thunder Talk Gaming đang thi đấu không có quá nhiều xử lý. Anh ta cũng sẽ an toàn trong một khoảng thời gian rất lớn sắp tới thôi. Anh ta vẫn còn nguyên tốc biến, trong khi đó DY đang làm gì ở đây? Anh ta đang chống chịu sát thương. Tuy nhiên cái điểm về của DY đang hơi xa và mấy đồ kiếp được tung ra. Nhưng đây là 3-2, Pan đang bị thiêu đốt. Anh ta vẫn có lượng giáp được tạo ra bởi linh giáp, anh ta sẽ sống. Nhưng đi qua bên phía bên kia thì đã gục rồi. Đo 128 đang đến làm công lặng ở vị trí của SNY, cấm kiếm chưa hạ gục để SNY. Xin bây giờ mới đến bắt đầu cắt ở vị trí của Đo 128. SNY quay trở ngược lại, tình huống ngất là khá hay. Và Yazi cũng không phải vùng 1 sẽ an toàn. Chỉ là cái nước tự thả của bên đường trên sẽ chưa hút sập được cái trụ này, cần thêm những phát đánh nữa. Bây giờ thì đã đủ lượng máu. Đo 128 vẫn đang cố gắng để có thể đoạt mạng Xin. Đi qua cũng đã đến một cú cắm kiếm chưa lấy mạng được của Xin. Đo 128 đang phải bỏ chạy ở đây. Đi qua cũng là như thế. Phía sau là Pan đang đến. Có linh giáp không? Linh giáp được búp lên người của Đi qua thì phải. Và nó khiến cho Đo 128 đã không thể sống sót được trong tình huống thi đấu này. Wow, phải nói rằng một pha đánh vào dây tim của Xin ở vị trí của Xin và Soi đang dưới lên rất cao. SMY cũng vậy, anh ta đã sử dụng chiêu cuối rồi. Khiêu khích vị trí DY, DY bị hạ gục. Cơn mưa Ekathia đến từ bên phía của Kai'Sa là đủ sát thương. SMY cũng đang ở một lượng máu cực kỳ thấp và đã quay ngược trở về với những người đồng đội của mình. Gì đang dí ở vị trí của Đo 128 cũng như là ám sát vào vị trí 0711. 0711 bị phát hiện rồi và bắt đầu càn vào vị trí của Pan. Đang ám sát Pan không, chọn mục tiêu là JG. JG mất cho mình lớp lá chắn, lặn vào bom khói cầu kéo thời gian. Một tình huống nội hỏa chúng rất nhiều người. Đo 128 càn lên cắm kiếm, có lực điểm hạ gục. Đó là quá áp lực với con Garen của mình. Chuyên tâm X-Bai, X-Bai thoát ra khỏi tình huống chuyên tâm, quay ngược trở lại combo cầu sấm. Và Xin bây giờ muốn quay ngược trở lại nhưng cắt không trúng vào vị trí của Đo 128. Con rồng được có thiên thạch được thả ra không trúng vào ai cả. JG rướng lên với tốc biến nguyên bắn vào trí X-Bai, không ai cũng biết X-Bai. Bên phía bên kia thì Xin đang tấn công vào trí của Đo 128 cùng với DY. Đây là pha giao tranh hiếm hoi mà bên phía của Thunder Talk Gaming đã khiến cho đối thủ của mình lỡ nhịp. Và họ đã có được bài hạ gục của xạ thủ bên phía đối phương cũng như người đi đường bên phía đối phương. Và đây sẽ là pha Rush Baron đến từ Thunder Talk. Thì họ sẽ mất 3 rồng trước dây tim và lúc này thì còn 6 giây nữa thì người đi đường của họ mới hồi sinh. Tất cả những người chơi xạ thủ đều đang không có tốc biến ở trong tình huống này, vì vậy nếu như bị ám sát thì sẽ rất khó để có thể thoát về. Nhưng G đang cắt vào một người chơi khác rất chống chịu trâu đến từ bên phía đối phương. Đối phương đó là Garen đã phải nằm rồi. Sẽ chỉ lượng kim con rồng 3 thuộc về bên phía của J-Team với tình huống trừng phạt tốt đến từ 0711. DY vẫn đang chống chịu lượng sát thương, hất tung được vị trí 0711 lên. 0711 vẫn có một tình huống nhảy và nhau thoát đi được. Xin vẫn có những cú cắt ở một lượng máu cực kỳ thấp của mình. Và đây là quét sạch con rồng end được trong pha thi đấu này và họ không end được con rồng nhưng họ bị quét sạch. Không end được tại điểm hiện tại khi mà Thunder Talk Gaming phá đi cái trụ này thì sẽ có một lớp giáp được tạo ra đến từ nhà dính. Và có lẽ là các thành viên của J-Team sẽ đủ khả năng để có thể hồi sinh được để phòng thủ cái giây phút này, nhưng Thunder Talk Gaming quyết định lùi đi và thành công làm được điều đó. Chưa có ai bên phía của J-Team hồi sinh được. Cơ bản của tổng thể Rock bây giờ chỉ là 3 giây
thay vì là 6 giây như trước. Nhưng nếu như Olaf tiếp tục tấn công thì cứ mỗi lần tấn công như thế thì sẽ được cộng thêm 2,5 giây. Và cái khả năng đối đương rong được đào lên khu vực đường trên như thế này thì những lớp sát trụ ở khu vực đường trên trên top sẽ được giữ nguyên. Những khu vực đường dưới thì bây giờ tình huống can thiệp đến từ người đi rừng của bên phía JT Machine đang gặp nguy hiểm. Anh ta kịp thời lùi lại. 0711 cũng đã phải rời ra khỏi thềm trụ và trụ đang bắn hồi chiếu nhân viên lên đất đầu. Một pha bắt trụ quá ân đến từ bên phía của JT và Yezi đã phải trả giá. Có vẻ như là Thunder Rock thì đang muốn né Weibo Gaming nhiều nhất có thể, còn JT thì đang đánh theo làm tốt hơn. Thunder Rock Gaming vẫn đang có rất nhiều lợi thế, tuy nhiên thì bên phía của JT nên nhớ là họ có nguyên một con Olaf ở trong cái bán thi đấu này. Cái sự tấn công của JT giờ nào đội trận không thể xem thường được. Nhưng bây giờ là phải di chuyển và tấn công rất ơn đến từ vị trí của Zoe. Và anh ta ngay lập tức phải nằm xuống. Một tí rồi tâm nhịp và sau đó sát thương dùng vào là quá đau đến từ các thành viên của Thunder Rock Gaming. Dùng lửa thì lượng sát thương được gia tăng sẽ là rất lợi thế dành cho những chất tướng xạ thủ trong đội hình. Ăn rất nhanh, ăn cực kỳ nhanh. Và xung quanh có một tình huống đứng giữ sai vô cùng sáng suốt của anh ta phát hiện ra thấy 0711 đã đi ngang qua cái tầm nhìn của anh ta, khiến cho khả năng can thiệp vào cửa hàng rồng của JT không có. Đây tình huống mà xem ngoài tiếp tục là dính bóng ngủ, tiếp tục là dính tung đủ nổ. Xem ngoài lần này có đồng hồ cát để có thể cầu chiều những người khác đang cố gắng trả đàm. Nhưng xem ngoài mất đi rồi và lực lượng của JT đã bắt đầu đến. Sức bổ của Olaf đang là cực kỳ kinh khủng và thể ra rồng. Và lần lượt của thành viên của Thunder Rock Gaming đang bắt đi. Nhưng gì sử dụng bản năng sát thủ của mình lên và cố gắng bắn vào sang bên phía đối phương. Anh ta chưa bắn gục được fan và ta đã bay xin rồi, xin quay ngược trở lại làm gì được không. Phía bên kia là sân khấu tử thần được dựng ra đến từ từ đấu thứ 13 thì ta mới thêm được một cái kiếm BF đến từ hai pha liên tiếp mà Thunder Rock họ thua. Và sau cũng chả thể mang về cho mình bất kỳ một mạng hạ gục nào. Và thêm một lần nữa tôi sẽ tiếp tục nói, đó là cái súng hải tặc sẽ là một cái món trang bị theo dạng tình thế. Nếu như các bạn ở trong cái thế trận mà đang thua thì súng hải tặc sẽ rất là phí tiền dành cho đội hình của bạn. Liên tiếp vào trong góc hẹp nhưng bắn phía ra của J-Team vẫn đang có khả năng trả đàm là rất tốt ở đây với 0711. 0711 dính một cơ Mikatia, ta mất giáp hồi sinh. Xin bây giờ bắt đầu lao vào. Cứ ly đội hình của Tokyo Gaming đang là khá tốt. Đồng 28 đang bị tìm đến. Sức khắc của Xin đang là ổn nhưng đồng 28 đã có thể rời xa ra khỏi tầm đánh của Xin. Và đồng 28 sống, còn Xin là 3 điểm số. Tưởng chừng như Xin ra trong đội hình của Thunder Talk đã chống chịu được quá nhiều lượng sát thương khi mà Zeri trong tay của Zeri phần lớn thời gian là anh ta bắn vào bán nguyệt thương của đối phương. Nhưng khi hết bán nguyệt thương thì không có nhiều sát thương được trả ngược lại đến từ bộ đôi sát thủ, chính xác là bộ đôi xạ thủ của Thunder Talk. Một pha giao tranh rất dài hơi và